Kể từ khi có mặt tại Việt Nam vào năm 1995, Orion đã luôn không ngừng đổi mới và sáng tạo để phù hợp với mọi người dân Việt Nam. Kỷ niệm 25 năm, năm nay Orion chính thức ra mắt dòng sản phẩm bánh trung thu cao cấp. Cùng trăng hân hoan lan tỏa niềm vui xuân vầy. Trăng hân hoan gửi đến người thân yêu với thông điệp chân tình đến từ những điều gần gũi và giản dị nhất. Trăng chân tình với hình ảnh đặc trưng là hoa cúc mùa thu và lồng đèn ông sao, thể hiện sự chân thành gửi đến người bạn quý mến. Trăng tâm giao với biểu tượng hoa sen của sự thanh lịch, tinh tế cùng bạn bày tỏ tâm tình đến người tri kỷ. Sự chân tình còn là sự gói ghém trọn vẹn, hoàn mỹ nhất trong những món quà bánh gửi trao. Người bạn đồng hành thân thiết của Orion là gói hút oxy Hansang Việt Nam. Hansang Việt Nam hân hạnh được Orion lựa chọn là đối tác tin cậy. Sự giống nhau tạo nên tình bạn, trong khi sự khác biệt lại kết nối chúng ta với nhau. Cùng Orion gửi trao những tấm chân tình trọn vẹn nhất thay cho lời muốn nói. Hansang Việt Nam chúc cho quý khách hàng một mùa trung thu an lành, người người hạnh phúc, nhà nhà đoàn viên.